Phổthông.com xin cho các bạn đĩa thắng trước của xe Dylan nhé, bị đắc ý quý vị nha. Mình kiểm tra hàng giống thì mình nắp được bình thường nha quý vị. Hàng như zin nha quý vị nha, mình được kiểm hàng trước khi nhận nha quý vị nha. Mình hài lòng thì mình nhận hàng nha quý vị, còn nếu mà không hài lòng thì không bị mất đồng phí ship nha quý vị nha.